Phương Giang xin thân ái chào gặp lại quý vị khán thính giả của hệ thống truyền thông Kali Today và chào mừng quý vị đến với kênh YouTube Truyền hình Việt Nam 1. Và thưa quý vị, có lẽ là trong mỗi đời sống của chúng ta, vấn đề y tế, vấn đề sức khỏe là vấn đề luôn luôn được ưu tiên hàng đầu. Và những cái thông tin về y tế nó luôn luôn quan trọng. Cho dù quý vị nghĩ là những cái thông tin y tế đó nó nằm ngoài, nó không liên quan gì đến mình, nhưng mà thực ra nó có ích và nó rất là hữu ích cho mỗi chúng ta. Chính vì vậy mà cứ mỗi tuần quý vị được nghe những cái thông tin chia sẻ từ đại diện của quận hạt Santa Clara và một trong những cái khuôn mặt mà rất là quen thuộc, đó là chị Như Hạnh. Và Hương Giang xin chào chị Như Hạnh. Như Hạnh cũng xin được mến chào Hương Giang. Rất vui được gặp Hương Giang trong tuần lễ này và cùng đưa chương trình cùng với nhau trên một cái vấn đề. Hôm nay chắc là Như Hạnh muốn nói đến một cái chuyện nó cũng hơi đặc biệt chút. Nhưng mà nó vẫn liên quan đến COVID-19. Bình thường thì mình hay nói chuyện về COVID, nhưng mà đúng là hôm nay mình nói chuyện hơi khác một chút. Đó là mình nói chuyện về mấy cái ống cống nước thải ở trong quận hạt. Nhưng mà ống cống nước thải, quý vị có tin là trong ống cống nước thải đó có những cái thông tin rất là lý thú, rất là quan trọng. Đó là lý do mà chị Như Hạnh xuất hiện trên chương trình ngày hôm nay. Không chị? Đúng rồi, Hương Giang nói rất là đúng luôn. Thật ra nói về chuyện ống cống, nhưng mà chúng ta cũng nói về chuyện cả hai, cả chuyện COVID nữa. Hương Giang có biết là cái siêu vi khuẩn mà SARS-CoV-2 đó, tức là cái siêu vi khuẩn nó gây ra COVID đó, nó nằm trong cái phân của người bệnh hay không? Hình như là có nghe nói, nhưng mà cụ thể như thế nào thì Hương Giang không có nắm. Thì trước đây như Hạnh nhớ, trong một cái chương trình với Hương Giang, Hương Giang có đặt một cái câu hỏi mé mé về cái vấn đề này. Thì sẵn đây hôm nay chúng ta nói chi tiết hơn về cái chuyện các ống cống nước thải để làm thế nào mà nó có liên quan gì đến COVID-19. Cái nghe thì là chuyện có vẻ nó không có liên quan gì đến nhau, nhưng mà thật ra đó, nhờ những cái nước thải trong các ống cống này mà, như là chúng ta vừa mới nói, là tại vì người bệnh COVID á, nó cái con siêu vi khuẩn đó nó nằm trong cái phần người bệnh, mà khi nó thoát ra mấy cái ống cống nước thải thì khi những cái nhà khoa học gia họ có thể phân tích và họ có thể theo dõi dấu vết của COVID trong cái ống cống nước thải, khi mà họ phân tích cái phân ở trong cái nước thải từ các ống cống đó. Thông tin rất là lý thú thưa quý vị, nhưng mà cho Hương Giang hỏi trước khi mình đi vào cụ thể đó, tình hình những cái số liệu mà COVID-19 trên quận hạt Santa Clara của mình đó, nếu mà những cái số liệu mà lấy từ cái nước ống cống ra thì nó cho thấy điều gì hả chị? Cái đó thì mình sẽ nói tới cái chuyện này, nhưng mà cái điều quan trọng đó là Hương Giang không thể tưởng tượng là cái mức độ quan trọng của cái việc mà phân tích cái nước ống cống, tại vì nó cho mình thấy một cái con số. Thông thường là chắc nhiều người sẽ nói, ồ tại sao mình không có dùng mấy cái con số, mấy cái địa điểm xét nghiệm hay là bệnh viện, tại sao như vậy, phải không? Dạ đúng rồi, lâu nay thì những cái số liệu mà chúng ta có là những cái số liệu mà những cái ca mà đến nhà bệnh viện hay là tại những cái địa điểm xét nghiệm, thì đó là những cái con số gọi là số truyền thống đi, là như vậy. Nhưng mà bây giờ những cái số liệu mà từ ống cống đó, những số liệu từ nước thải đó, thì nó cho thấy điều gì hả chị? Nghe hơi là lạ phải không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà tại vì Hương Giang thấy không, nếu mà mình nói mình lấy cái số liệu từ những cái địa điểm xét nghiệm hay là bệnh viện á, thì đúng là nó cũng có cho mình một cái số thông tin. Nhưng mà chẳng hạn như là có một cái số người họ bị nhiễm COVID mà họ không có triệu chứng gì hết, hoặc là họ có rất là ít triệu chứng, thì thông thường họ đâu có đi xét nghiệm đâu, hoặc là họ đâu có đi đến bệnh viện để khai bệnh đâu. Thành ra những cái con số mà từ địa điểm xét nghiệm hoặc là bệnh viện, nó không nắm được cái con số của những cái người không đi đến, bị nhiễm mà không đến này. Ngoài ra gần đây thì chắc là chúng ta phần đông ai cũng có nhận được những cái bộ xét nghiệm kháng nguyên nhanh ở nhà, và nhiều khi mình cũng tự xét nghiệm ở nhà, mà có nhiều người họ xét nghiệm dương tính và cũng đâu có ai biết, đâu có ai khai báo với Sở Y tế. Cho nên đó là những cái con số cũng không nắm được luôn. Vì vậy mà cái phân thải ra trong cái ống cống á, những cái nước thải trong ống cống, thì nó nắm hết tất cả những cái con số
không cần phải ai báo cáo cả. Và chắc là cái câu hỏi của Hương Giang á, nó cho thấy cái gì? Nó cho thấy nhiều cái tin tức quan trọng, nó nhiều cái chi tiết đến nỗi mà nó còn cho biết cụ thể là những cái siêu vi khuẩn biến thể nào nó nằm trong cái hiện nay nó lây nhiễm như thế nào trong cộng đồng của chúng ta. Rất là lý thú, nhưng mà nó có cho được mình cái những cái con số cụ thể theo như Hương Giang nghĩ là đến tại những cái điểm địa điểm xét nghiệm thì nó cho ra một cái con số cụ thể, ví dụ như 100 trường hợp, 200 trường hợp đi chẳng hạn như vậy, nhưng mà những cái con số mà từ nước thải ống cống thì nó có cho được cái số liệu như thế nào hả chị? Hương Giang biết là khi mà mình nói số liệu là mình nói về thống kê, về statistics, khi nào nó cũng vậy chứ. Ví dụ như là nói hôm nay bệnh viện có 10 người vào nhưng mà có 7 người nhiễm COVID, tức là 70%. Đúng rồi. Rồi cái người ta phải cộng hết số của các bệnh viện, các địa điểm, rồi người ta cho ra một cái con số trung bình. Ở đây cũng vậy, trong những cái ống cống nước thải thì nó sẽ cho mình một cái số, con số dữ liệu trung bình là thường thường mình có cái số lượng nước thải như vậy, và cái số mà nhiễm COVID đó, nó nằm tới bao nhiêu phần trăm trong đó, để nó cho biết rất là nhiều như thông vậy tin. Nó cũng cụ thể, rất là cụ thể, và cho rất là biết rất là nhiều thông tin về tổng số cư dân. Bây giờ chúng mình tò mò này, nó cho biết như vậy thì nó cho biết là hiện tại trong quận hạt Santa Clara của mình thì lây nhiễm cái con vi khuẩn nào là cao nhất hiện tại đó. Để như Hạnh nói, theo cái những cái số liệu mà khi mà họ phân tích nước thải thì họ cho thấy được là gần 100% các trường hợp lây nhiễm đều do các biến thể mới của Omicron, tức là BA4 và BA5 nó gây ra. Tức là thưa quý vị, trong quận hạt của chúng ta có 4 cái ống cống chính, nó cover, tức là nó trải dài từ nam cho tới bắc của quận hạt, tức là từ Palo Alto, Sunnyvale, San Jose rồi đi xuống cả Gilroy. Và khi người ta lấy cái nước thải từ 4 cái ống cống chính đó, người ta về, người ta phân tích và người ta cho thấy được một cái con số, một cái hình ảnh nó tổng quan về nguyên cả cái quận hạt của chúng ta, thì nó cho thấy là những cái trường hợp nhiễm gần 100% là của BA4 và BA5. Bởi vì hình như là cái con Omicron nó lây lan nhanh hơn, đúng, đúng không rồi. Dạ. Mà chính vì vậy mà hiện nay trong quận hạt của chúng ta, may mắn là chúng ta đã có cái liều hỗ trợ mới. Dạ. Chắc là không biết Hương Giang đã nghe đến chưa, đó là cái liều mà người ta gọi là lưỡng trị bivalent đó. Nó có thể giúp chúng ta vừa chống lại cái những cái dòng siêu vi khuẩn ban đầu như là alpha, delta, những cái dùng của chữ của Hương Giang là truyền thống trước đây. Và bây giờ ngay cả những cái biến thể mới, tức là Omicron, mà cũng vì là chúng hiện tại trong chúng ta cái Omicron nó đang lây nhiễm nhiều, thì đây là chính là cái lúc mà tất cả mọi người nếu đã hội đủ điều kiện thì nên đi tiêm cái liều hỗ trợ này, là vì những cái người từ 12 tuổi trở lên đều có thể tiêm được liều hỗ trợ này rồi. Hương Giang, Pfizer có thể tiêm cho người từ 12 tuổi trở lên và Moderna có thể tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên. Và xin quý vị nhớ, đây là liều hỗ trợ, có nghĩa là quý vị cần phải tiêm hai cái liều đầu tiên trong cái loạt thuốc đầu tiên trước. Cái liều này không thể thay thế hai cái liều đầu tiên. Và xin thưa với quý vị, nếu mà quý vị chưa đi tiêm ngừa, tức là nó cần phải 2 tháng sau khi đã tiêm hai cái liều thuốc đầu tiên đó, thì quý vị có thể lấy hẹn với bác sĩ gia đình, hoặc là quý vị có thể lấy hẹn với những cái pharmacy ở trong vùng gần nhà, hoặc là quý vị có thể gọi cho 211 hay là lên trang mạng của Sở Y tế địa phương của chúng ta, tức là vô cái trang sccfreevax.org. Thì cái khuynh hướng hiện nay đó cho thấy là cái việc mức độ lây nhiễm có vẻ như là đang có chiều hướng giảm trong quận hạt. Nó không có phải nó cao như cái hồi đỉnh là tháng 7 vừa rồi, nhưng nó vẫn cao. Thành ra quý vị vẫn có rất là nhiều rủi ro để lây nhiễm khi mà chúng ta, nhất là vào mùa thu, mùa đông nó đang tới đây, thì chúng ta sẽ sinh hoạt ở trong nhà nhiều hơn.
sẽ có những sinh hoạt ở tại những cái không gian, cái không gian mà khép kín ở tại những cái địa điểm công cộng đó, thì nếu mà quý vị cảm thấy không được an tâm thì nên mang, ngoài cái việc đi tiêm ngừa thì nên mang khẩu trang thêm, nhất là những cái loại khẩu trang mà tốt như là N95 đó, nó bảo vệ cho chúng ta nhiều hơn. Nếu mà quý vị đi ra ngoài đến những cái không, ngay cả những cái sinh hoạt ngoài trời như là những cái buổi hòa nhạc đông đảo thì cũng vẫn nên mang khẩu trang, và nhớ là chúng ta đã có cái liều hỗ trợ mới chống Omicron, thì xin quý vị hãy đi tiêm ngừa nếu đã hội đủ điều kiện. Cảm ơn chị, và Hương Nhau một lần nữa kêu gọi quý vị nào chưa đi chích ngừa thì nên đi. Và tại vì bây giờ cái tâm lý, có một số người tâm lý là bây giờ nhiều người chích ngừa quá rồi, thì bây giờ nó có một cái chữ là hình như là miễn dịch bầy đàn á, tức là bây giờ mình không có cần chích ngừa nữa. Dạ. Cho nên á, là quý vị đủ điều kiện nên đi chích ngừa. Đó là cái thông điệp mà Hương Nhâm vẫn gửi đến quý vị ở trên tất cả các chương trình. Hương Nhâm quay trở lại một chút xíu về, tại vì chị nói về vấn đề nước thải mà nó cho ra nhiều số liệu, và Hương Nhâm tin là nhà chức trách y tế không chỉ là lấy số liệu về COVID từ nước thải mà còn lấy số liệu về những cái chủ đề khác nữa. Nhưng mà chị, thông thường đó thì lấy mẫu như thế nào? Hồi nãy chị có nhắc đến là 4 đường ống cống, và lấy mẫu như thế nào, và cái số liệu này nhà chức trách thay đổi, tức là có những cái số liệu mới thường xuyên như thế nào? Thường thường xin quý vị hãy lên cái trang mạng của Sở Y tế đó, thì cái Public Health của Santa Clara County thì nó sẽ có những cái mục dành riêng cho những cái số liệu này. Quý vị có những cái thắc mắc, những cái thông tin, nó có rất là nhiều thông tin về lây nhiễm, về tiêm ngừa, về xét nghiệm, rất là nhiều thông tin. Và xin quý vị hãy lên cái trang mạng của Public Health để tìm những cái thông tin, để giải đáp những cái thắc mắc mà quý vị cần có. Và nếu quý vị có những cái thắc mắc khác nữa thì quý vị có thể liên lạc với Đài, và Hương Giang và Như Hạnh sẽ cố gắng tìm những cái giải đáp thỏa đáng để mà giải đáp những cái thắc mắc cho quý vị. Quý vị có thể gửi email nếu mà quý vị không có thể lên trên mạng được để xem những cái trang mà chị Như Hạnh vừa chia sẻ với quý vị. Quý vị có thể gửi email đến chúng tôi. Và Hương Giang hy vọng là trong mười mấy phút vừa rồi quý vị đã có thêm thông tin. Nhưng mà nói đi nói lại, bây giờ chúng ta chung sống với COVID thì quý vị nên tự bảo vệ mình, bảo vệ thân nhân, bảo vệ người thân và bảo vệ cộng đồng. Cảm ơn chị Như Hạnh và cảm ơn quý vị. Cảm ơn Hương Giang, và Như Hạnh cũng xin được cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình của Hương Giang và Như Hạnh ngày hôm nay. Xin chào và xin hẹn gặp lại.